Hello, chào cả nhà. Cả nhà ơi, chuẩn bị sắp có dưa dưa lê Hàn Quốc ăn rồi. Trời ơi, trái nó bự gì đó mà bự ơi là bự luôn, khi nó chuyển thành màu vàng đó. Nhung Hà sẽ rủ cả nhà ăn nha. Nhưng mà bây giờ Nhung Hà sẽ rủ cả nhà qua ăn sung Mỹ. Trời ơi, có trái sung Mỹ bên đây nó ngọt dữ lắm rồi. Bây giờ Nhung Hà mời cả nhà ăn cùng mình nha. Đây, em sung Mỹ nè, nó chín dữ lắm mà nhà ơi. Có bữa giờ mình quên để ý em, nó ngọt dữ lắm rồi, nó chín mùi luôn rồi. Đó. Ê, thôi rồi xong xong xong. Mỹ nè, tuy bên ngoài nó hơi nóng đốm đốm vậy chứ đảm bảo ở nhà. Ui. Trời ơi, nó ngọt quá. Phải ăn luôn á, mời cả nhà nha. Nó ngọt. Đây cả nhà xem nè, bên trong này nó ứa mật, nó ngọt. Trời ơi, nó ngọt hơn cái trái lần trước nhiều luôn, cảm nhận nha. Rồi như vậy mới 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 đạt hiệu quả ăn á, ngon á. Nó ngọt ghê luôn em trời. Ngon quá. Ngon quá à, ngon. Ngon đến tận cuốn luôn rồi nha. Ngon quá. Rồi. Ăn một trái sung là nó gọi là tràn đầy năng lượng. Và mình sẽ rủ cả nhà đi thu hoạch nha. Thu hoạch dâu tây. Nhưng Hà thu hoạch cái trái bắp này. Cái trái bắp này đây cả nhà xem. Trái bắp đen cả nhà. Đó. Được một em. Đấy. Gỡ ra cho cả nhà xem nha. Đây nè. Mà 6 cây. Mà chỉ được một cây có trái. Còn nhiều là nó không có trái gì trơn rồi nha. Đây, bắp đen à, không biết gọi là bắp gì, cũng không biết là mình gọi nó là bắp đen nữa thôi. Đây, nhà xem, nó đen thui rồi lui luôn. Nó cũng đều quá chứ ha, chỉ có mấy cái hạt gần ở dưới đây thì không có được đều, mà nó đều từ trên xuống dưới trái quá trời luôn, hạt nhiều quá. Đó. Wow. Đấy rồi nha. Được được một trái bắp đen. Đây. Trồng 6 cây lần á mà được có con đậu, có con cây một á, được con trái một vậy đó. À, giống như mình á, đừng có đứa thằng trai này, được đứa gì. Giống Nhung Hà dễ sợ luôn. Rồi à, trong đây mình còn 6 cái bắp trắng nữa. À, không biết chừng nào mới được ăn. Ít hôm nữa được ăn, rủ ông xã đi hái tiếp nha, ảnh khoái thu hoạch bắp lắm. Ôi nguyên cái hàng cà chua treo. Ồ, chị Vinh bữa hôm chị Vinh thì cũng sống Mỹ tặng Nhung Hà đó. Trời ơi nguyên cái dãy nè. Trời ơi trái là bự ghê. Trong cái gọi là cái vỏ có một xíu thôi á, mà trái quá trời trái luôn. Mê dễ sợ mê luôn. Dưới đây cũng có quá trời luôn nè, lủng lẳng mấy em luôn. Ôi chắc lát nữa thì rảnh thì đi hái, còn bây giờ Nhung Hà rủ cả nhà đi qua đây nè. Mình đi thu hoạch dâu tây cả nhà. Trời ơi đã dễ sợ chưa? Lủng lẳng trên đây nữa nè. Đã. Thôi dâu tây nó tốt, dã man tốt luôn rồi nhà ơi. Quá trời trái nè. Mà bị cái con gì á nó vô nó làm lủng hết mấy lỗ rồi. Bốn em, năm em đầu tiên. Hy vọng là hôm nay được cà rổ này nha. Đó. Đây, một em bươi cho bá lửa. Đây, một em bươi cho bá lửa luôn. Đây nữa nè cả nhà. Trời ơi, vô tay vườn nhà hái đã chưa? Hái đã tay luôn. Đây, một em nữa nè. Đó, đã ghê ha. Một em nữa, chưa chín hết. Không sao, mình sẽ đi chấm muối. Đó, bên đây ba em luôn. Trời ơi, cả nhà ơi, cái trái. Gì đâu mà nó mê. Đây nữa này cả nhà. Wow, có thua gì vô trên farm đâu, trái bự siêu to luôn. Đó. Chỉ khác là chưa chín lắm. Trên farm thì mình hái chín, còn
Dưới nhà thì mình ưng là mình hái. Ví dụ mình ưng mình ăn như nào mình tự mình thích mình hái nhá. Đây trời ơi, trái đã dễ sợ chưa. Vô rổ nha em ơi ha. Đây cà chùm bao la. Ít bữa nó tha hồ nha, anh trùm lại nha. Trùm lại mới có dâu hái rồi nha. Ồ chưa. Đây nè, ú chưa. Cà dê luôn, đã ghê không. Cái bự siêu to nè. Vô rổ nha, quá đã luôn. Vô luôn. Đây được em nữa. Ồ cũng chín rồi. Chà bên đây bên đây bên đây. Có hai em chín nè ha. Dâu tây trời ơi trái mê quá là mê luôn. Vô rổ hết đi. Nó chưa. Đây nè, wow, hai em trái bự này. Ồ, đã dễ sợ luôn. Mà lát nó ăn dâu nhé cả nhà. Đây trái bự bự nữa mà chưa chín. Đây nữa cả nhà. Trời ơi, cái chùm bên đây nè, đã dễ sợ chưa. Vô luôn, hai trái bự bự luôn. Quá mê là mê luôn. Đây nữa cả nhà. Ui trời. Trời hái dâu vườn nhà nó đã tay luôn hết rồi. Đây có trái nè nè. Vô luôn. Cha gần đây rổ nhé cả nhà. Đã ghê chưa. Chín nè. À, đây có trái chín. Bên đây được hai trái. Bú đây cả nhà. Đã ghê chưa. Wow. Rồi, ý, bên đây. Rồi vô luôn, được cà rổ nữa cả nhà. Hàng dãy này không biết có trái nào chín chưa. Có vẻ trái này hái được rồi nè. Chưa, ồ, có trái đây chín. À, đây một em ha. Hai em nữa ha, hai em luôn. Vô. Hay chưa? Ồ, chín rồi đó. Đây nữa cả nhà. Đó, wow. Mê quá mê luôn. Đây, rồi, con gì nó ăn. Mất nửa trái rồi. Uống dễ sợ chưa? Con gì vậy ta? Trời ơi, trái này bự chưa? Vô luôn, ồ có trái trùng. Vô luôn. Ồ cái trái này nó bự mà con gì nó làm một lỗ luôn rồi. Uống dễ sợ chưa? Nè, lúng lỗ trong luôn. Chơi kỳ không? Ngồi ấy bên đây nữa. Chín rồi. Ô, trái này chín đen luôn. Đây trái chín này nè. Wow, cái trái này đã dễ sợ chưa. Ôi, mê quá nè. Đây nữa cả nhà. Trái. Ba trái đầy tay. Bỏ vô rổ. Chà, cứ không được một rổ luôn cả nhà ơi. Dâu tây vườn nhà. Được ăn dâu tây rồi.
Đó, Nhung Hà phải bận vậy đó mới có dâu tây hái cho mọi người coi. Bọc từng trái một vậy đó. Mà khi bắt đầu nó hườm hườm thì mình mới bọc chứ. Cỡ này mà mình mới bọc này. Chứ mình không có bọc sớm. Đó, vô luôn. Đó, quá trời chưa cả nhà. Đây nè nè. Wow, húi chứ nó đã chưa? Nó chưa chín. Đây là chín rồi nè. Đây là chưa chín. Bên đây chưa? Ở đây nè, mình mới trồng cái ruột luôn. Rồi, Nhung Hà vậy coi như là cũng được một rổ vơi vơi, chứ không có dung nhưng mà cũng được cả rổ nè cả nhà. Đã ghê chưa? Dâu tây vườn nhà nha. Mê không cả nhà ơi. Đi qua cây đào, địa em đào, không biết có trái nào hơi chín chín. Ồ, cái trái trên đây mình thấy hình như là nó cũng đang đỏ nè, đỏ quá trời đỏ luôn, hai trái ăn cả nhà ơi. Đó, hai em đào này nha. Đây. Rồi, được em đào ho, lát nó ăn đào nha cả nhà, ăn đào với dâu tây nha. Vô đây. Đó. Trời ơi, trái gì thả dễ sợ luôn, chưa chín. Chứ còn cứng dữ lắm. Mà mình thích ăn giòn giòn vậy đó. Ngày nào mình ra tẻm trái trái. Chắc hết đào rồi có đầu thu. Đây có trái nè. Không. Quá trời luôn. Có ba em đâu ở đây nè. Đây đây. Đây nè, nguyên dễ ở đây nè. Đó, trời ơi, đã ghê chưa ở nhà. Wow, quá mê luôn. Đó, đây là nhà ha. Nhung Hà. Sao mà rụng nó rớt luôn nha. Đây được ba em đào dưới đây nữa, 6 trái dưới đây. Ô, mình cũng được mười mấy trái đào rồi nhà ơi. Kệ đi, có nhiều hái nhiều. Có hái đậu này, đậu Hà Lan trước đi ha, được mấy em Hà Lan mình hái cho nó ra, không biết lá ra được cái lứa nào nữa không. Không biết nó hên xui nhưng mà được 4 trái đây. Ở đây trái là 5 trái, được 6 trái, 2, 4, 6 là đậu vua này. Trời, đậu vua mình trồng trong cái chậu nhỏ xíu thôi mà trái quá trời luôn. Đậu này thu đã tay. Mùa này là mùa thu đậu nó nè. Chắc rổ đậu này đầy á. Đi qua cái mé vườn mới xem có trái nào không. Trời ơi, trái quá trời ở đây. Trời ơi, bông á, nó ra nó rặt, đỏ hết nguyên một cái chỗ này luôn. Bông không là bông vậy đó. Thì có bông thì sẽ có trái. Nên mình canh canh mình hái trái ăn cho nó ra nữa. Rồi nguyên dãy đậu mấy anh đây nè. Ui trời, đi hái đậu, tìm đậu. Cái này là đậu đậu lưỡi rồng nè. Đó. Này là đậu tím nè. Nhà mình nó đủ các loại rồi nhà ơi. Trồng mỗi thứ ít 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 vậy đó. Không có trồng nhiều. Chỉ có cà chua mình trồng nhiều, không mình làm nước sốt. Cái lại cuối mùa mình thu hoạch cà chua. Đầu xuân thì mình trồng rau nhiều. Rau mình trồng đầu xuân nhiều. Giữa thì mình hái trái cây, hái quả, ớt, bí ngòi, cho bí ngòi thu đã từ đầu mỗi cuối mùa. Khi mà ra trái rồi là thu tới lúc đông đá luôn á nha. Đậu tím này có vẻ sai trái ha, bữa giờ mình hái được nhiều lắm. Như là cái là đậu này cả nhà, là đậu lưỡi rồng á. Chà, trái gì đâu mà thấy thấy trái không thấy lá gì trơn ha. Cái lá ít mà lá nó bự mà cái trái thì nhiều. Trái quá trời luôn. Nè, úi rồi ôi. Nó chừng luôn. Sọc sọc tím đẹp quá.
cái lá ngộ. Trái mèo á, màu tím đẹp ghê nhỉ. Cái này là mình mua, cái cây này mình mua cây giống người ta bán sẵn á. Mình mua mấy cây, hình như 6 cây rồi. Mua 1 vỉ 6 cây á. Bây giờ thu hoạch được nhiều dữ lắm luôn á. Rồi bọn chen với cây cà chua, tự với cây cà chua tới thu hoạch nó lâu quá nên là mình bon chen đậu vô. Mà giờ đậu với cà chua thu hoạch cùng lượt luôn rồi đó. Nè cà chua nè cả nhà, xem đã chưa? Cà dê, cà chùm, cà chùm, cà chùm, cà chùm. Đó không? Đây nè. Ôi, đã ghê chưa? Mê không cả nhà? Nó cà chua Nhung Hà mê không? Như nho rủ 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 vậy đó. Năm nào như năm nấy, cái chỗ này quá trời cà chua. Mà thường thường á, người ta nói năm này trồng này sang năm trồng khác ha thì nó mới bội thu ha. Mình thấy cái chỗ này á, năm nào mình thấy trồng cà chua nó cũng bội thu hết trơn á, chỉ cần bón thêm phân thôi mà mình thấy năm nào nó cũng bội thu hết trơn á. Quá trời nè, không mì quá. Đừng nghe chưa ở nhà ơi. Đầy rổ rồi, mình tính lấy cái rổ đi hái cà chua bên vườn mới mà giờ đi ngang qua thấy đậu nó quá trời luôn, mà không hái thì nó già, đậu nó mau già lắm nha. Khi mà nhà không hái là nó mau ra cái hạt ở trong á. Đậu lưỡi rồng có trái bự ha. Ủa sao chỗ này đậu vừa lưỡi rồng và vừa đậu tím vậy ta? Mình nghĩ là chắc là bữa mình thấy cái cây kia nó không sống, chắc mình nhét cái cây màu tím vô nè. Bữa hôm mình thấy cây đậu lưỡi rồng nó thấy nó èo ụt đó, mình sợ nó không sống nổi, cái mình nhét bả vô. Công nhận khi mà tới 2 cây cái nó vươn lên. Nó vươn lên, nó chuyện gọi là hả, đua nhau để sống á, nhà có bạn á vui á, một mình nó buồn hay sao á. Trái trời ơi, này vô xào thịt bò bả cháy luôn rồi nha. Nhưng mà nhà biết sao bữa giờ Nhung Hà muối không à? Muối. Muối cái này á vô. Ôi dạ, muối mà có ăn đâu rồi nhà ơi, muối rồi bạn tới làm quà thôi à, chứ có ăn uống gì đâu. Xào được một mớ rồi còn nhiêu muối hết trơn à, khi bạn tới đó mà không phải mùa đông hay là bạn tới đó, mình thấy bạn tới về không có gì á, mình tặng hũ này hũ kia làm quà biểu từ vườn của mình á, kiểu vậy á nha. Mình muối được 80 hũ dưa leo rồi đó. Ui, ông xài anh đếm, anh nói em ơi em muối được 80 mấy hũ dưa muối rồi em biết không. Đâu có tới 8 mấy lần hả, ghê vậy. Mình muối chứ mình không để ý là mình được bao nhiêu hũ. Cái anh ra anh đếm rồi nhà ơi. Mình thấy có dưa là mình cứ muối thôi, mình không để ý. Trời ơi, này như núi luôn nè. Anh ra anh chất vô trong cái kho mà để chứa cái hũ muối dưa. Nghe anh nói em ơi, đừng muối nữa nhiều quá rồi, không có chỗ để. 8 mấy hũ rồi. Bây giờ Nhung Hà để cho dưa leo nó bự luôn, rồi hái tặng bạn bè ăn cho không muối nữa. 8 mấy hũ rồi muối gì nổi nữa.
nhiều quá rồi. Ví dụ có muối đậu thì muối nè, đậu này chắc vô mình muối nè, được mấy hũ đậu nè. Chứ năm nào cũng tặng dưa leo mà có không có gì lạ, năm nay chắc tặng đậu, đậu muối. Úi dùi ôi cái cây này nè, ôi dữ dằn dữ trời, ui quá trời ơi luôn. Ôi trái dễ sợ chứ kìa, ôi ôi cả nhà xem nè, trái gì dữ dằn luôn. Ôi thấy đúng là thấy trái không thấy lá luôn trời. Đó dễ sợ luôn. Rồi xong như là nhưng mà không có chỗ để nữa rồi, nhiều quá không có chỗ để anh ơi. Nhưng mà thấy đậu nhiều quá là phải hái liền vậy chứ. Rồi đi lấy cái rổ khác, bỏ vô cái rổ này mình hái cho nó hết cái sợi già. Mình đang hái cây bên kia mà, hái lộn rồi. Hái lộn cây. Cây này chưa hái xong mà. Đi vô lấy cái rổ cây lộn cây nha. Hóa chừng luôn. Quá mê luôn. Thích quá. Trời ơi đây nữa nè. Ôi trái gì đâu dữ dằn người ta. Sang năm mình trồng cái loại đậu này tiếp, mình thấy trái năng suất quá. Cái đậu xanh này cũng vậy nè, quá trời nhiều trái luôn. Đây nữa cả nhà, úi trời, cả về luôn nè. Quá trời quá đất. Ê cả nhà ơi, thành quả hôm nay. Đó. Mình tính đi qua bên kia tìm dưa mà thấy tối quá nên chắc là đi tới nước ngày mai thu hoạch. Mà hôm nay thu hoạch được rổ đậu, rổ dâu tây, dưa leo với lại bắp này. Đó. Cả nhà, mời cả nhà ăn đào, dâu tây cùng Nhung Hà nha. Rồi, coi phải bê mệt đó. Mời cả nhà. Trời ơi, nó ngon quá là ngon rồi nha. Nó giòn. Công nhận nha. Khi mà nó chín tới như thế này á, nó giòn giòn ngon ghê. Khi nó chín rồi á, nó mềm xèo, nó không ngon bằng. Ngày nào cũng được ăn đào ngon không? Ngon quá ngon. Này là dâu tây lần 2. Lần đầu tiên là đầu xuân đó mình hái được, nói chung cũng mấy rổ ha. Bây giờ là mùa này là mùa 2. Lần 2 đó. Mình hái ha. Trời ơi, rổ đầu tiên ha cả nhà. Rồi, mời cả nhà ăn dâu. Trời ơi, trái dâu nó thơm, nó ngon. Trời ơi, ngon quá. Không biết trái bắp đen này nó ngon không cả nhà ơi. Mình vô, lát nữa vô luộc ăn tối. Mà cái đào dâu đây
Thịt dê ăn mặt trời á. Quên tầm theo chén muối. Nhưng mà ăn ăn không vậy mình cảm thấy ngon ghê. Có muối nữa nó đậm đà hơn. Trời, trái dâu sao bỏ ngon dữ trời. Mùa này ngon ghê luôn. Chua chua ngọt ngọt ngon ghê. Hoa đã nha. Ngon mì. Làm trái nè nha. Kiểu giống như là mà mấy hôm nay trời nắng rồi nha, nó cô đặc lại á, nó đậm đà trái dâu tuyệt vời ngon luôn. Mình tính đi hái mâm xôi đen à, mâm mọc hoang rồi nha. Mà mâm xôi đen mà không mọc hang của cái bác hàng xóm ở dưới đường á, cái trái nó muốn bự một nửa trái dâu tây này nè cả nhà. Cái nó to, trời ơi nó mê, gọi là mê, đê mê luôn á. Mình xin được một cây à, bác cho, bác tặng một cây chứ mình không xin, bác tặng, bác hỏi mà. Ôi trời, bác thấy mình mê quá cái bác hỏi. Ôi, ông thấy có một cây nó bò ra đây nè, con có muốn không? Ông cho. Chứ mình không có xin nha, ông tự cho. Cái nó dạ cho con đi. Trời ơi khoái quá trời luôn. Rồi ông cho hái, rồi ông cho cả giống nữa. Xong rồi mình nói là bây giờ con sẽ trao đổi với ông là ông thích dâu tây nhưng mà giống dâu tây của ông không ra trái, ông buồn. Thì bây giờ á, là con sẽ tặng cho ông một cái loại dâu tây mà con yêu thích. Con sẽ tặng cho ông 20 cây giống đầu tiên. Sau khi có 20 cây đó ông sẽ gầy ra nhiều hơn nha. Cái giống dâu tây đó là trời ơi, con hái hoài luôn, con rất là thích. Nên là con sẽ tặng ông lại 20 cây. Bác tặng cho mình một cây giống nhưng mình sẽ tặng lại 20 cây cho ông, cây dâu tây cho ông. Ông nói ok, ông khoái quá trời luôn. Cái ông nói bây giờ mình kêu mình nói ông á là mình chia sẻ kinh nghiệm mình trồng như nào nào đó cho ông, là bây giờ mình chỉ ông trộn đất là xong xuôi đi, rồi con sẽ xuống con trồng cho bác. À, con sẽ trồng cho ông. Rồi ông bà trời ơi nghe mà nói cái ông bà vui, cái mình cũng cảm thấy vui nữa cả nhà. Nên là mình sẽ bứng những cái cây mà mình gãy cây con đó, nó chuẩn bị ra trái rồi, mình sẽ bứng 20 cây, mình sẽ xuống mình tặng cho ông, là ông sẽ có giống như trên chị chủ mình tặng có 10 cây thôi à nha. Bây giờ 5 dãy mà ông thì mình sẽ tặng 20 cây, tại vì á mình ông cho mình hái tùm lum tà la hết trơn mà. Nói chung là ông lớn tuổi rồi mà ông rất là thích nữa, mà mình thì không có. Để trên chị Dên mình tặng 10 cây nhưng mình luôn chăm chú để mình lấy cái những cái cây nhỏ nhỏ ra mình có thể gây ra được nhiều. Còn ông thì mình sợ ông không biết đường á, nên là mình tặng cho ông 20 cây để ông có trái ông ăn sẵn. Đó, dễ hơn á, kiểu vậy nha. Rồi trên chị chủ ngày nào mình cũng hái dâu, khi mỗi mùa dâu là mình ngày nào mình cũng hái rổ bự như vậy nè. Trời ơi nó khoái dữ lắm. Trên chị chủ thì chỉ nhiều đồ ăn lắm, chị không có cần gì hết trơn á. Mình thì thỉnh thoảng mình nấu đồ ăn hoặc thì gì á, mình hay share bữa trưa hoặc là bữa tối, giống như nấu phở nè, rồi thịt nướng nè, hoặc là gì đó thì mình sẽ share đồ ăn thôi, chứ không có share những cái cây những cái trái như thế này, tại vì chỉ có nhiều quá mình không có share được đó. Nói chung là mỗi người một sở thích, mình sẽ tặng những sở thích mà họ yêu thích. Anh chị quản lý với ông chủ là chỉ có thích đồ ăn thôi. Như là mình nấu cái gì đó mình sẽ làm nhiều hơn một chút xíu, một nửa cho mình ăn, rồi mình sẽ share cái nửa đó cho anh chị quản lý, rồi anh có thể ăn trưa hoặc ăn tối. Còn khi nào mà mình gói chả giò thiệt là nhiều á, mình sẽ tặng 10 mấy 20 cái, 30 cái gì đó, là họ rất là thích luôn. Mỗi người họ thích mỗi kiểu vậy ở nhà, nên là mình phải nắm bắt cái sở thích của họ, mình sẽ tặng thì họ sẽ thích hơn, mà khi mà họ thích á thì mình vui rồi nha, kiểu vậy á. Còn anh cây mận á, mình tặng rau củ, vợ của anh á rất là thích ăn dưa leo với lại cà tím, dưa leo cà tím với gì nữa ta, bí ngòi đó, là chị rất là thích ăn. Tại đợt đó chị lên á, mình thấy chị lựa những thứ chị thích á,
Nên là mình coi lại cái video đợt đó chị lên á, mình coi chị thích cái gì á, là mình thấy chị hái dưa leo quá trời luôn. Là chị nói ồ chị thích dưa leo, là trời ơi vậy là mình sẽ tặng cho chị dưa leo. Rồi chị ăn cà tím mà chị hái bụp 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 luôn, là mình sẽ tặng cho chị cà tím. Đó, mỗi người có một sở thích kiểu vậy á nha. Cái đậu nó ngon ghê luôn. Chị thích ớt nè, ớt chuông này nè, chị khoái dữ lắm, ớt chuông ớt ngọt rồi đó, chị thích cực kỳ luôn. Mình thấy là chị thích được mấy thứ vậy thôi. Thế nào có mình mà mang xuống mình để trước cổng á, mình nhắn tin á, nhưng chị ra chị lấy. Quá ngon á. Chỗ đậu nè. Hai trái giờ leo diễn bự dưới trời. Giờ hấp trái bắp ăn tối. Hình như đang còn non hay sao ha. Mà mình thấy trái đẹp quá trời đều lắm. Mình đi vô trong đây, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi tặng cho Nhung Hà một like, một đăng ký, một chia sẻ ủng hộ Nhung Hà với nhé cả nhà. Bye bye cả nhà nha.